chào toàn thể các bạn, toàn thể quý anh em tiếp tục buổi sáng ngày hôm nay. Khang Minh tiếp đón anh em ở trên thành phố Bắc Ninh, nhà Khang Minh xuống mua sắm và ủng hộ một con Cà Rao 3600VZ điện Mỹ 120V đẹp cực kỳ luôn. Mọi người xem cái nội thất này, anh em về đánh với lại 712 và M6X515. Khang Minh đang cắm ra cặp 715 để dưới đất này. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Từ con ốc tới quạt, nhớ nhau khi bình càng analog này. Đôi tay nhau tàn siêu đẹp luôn. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chung. Anh em năm ngoái lên Khang Minh mua sắm quả súp M6X518S. Tiếp tục ngày hôm nay thì em khách này dẫn em khách kia lên ủng hộ con Cà Rao này. Anh em ngại quay mặt thì Khang Minh anh em tránh một chút. Nhiều khi là những cái thông tin mà hình ảnh công khai thì nhiều các bác người anh em không muốn. Còn anh em này thì quay thoải mái luôn. Vẫn chọn niềm ước mong biển biệt một bóng con chữ đẹp đến từng cơn gió còn nét mặt luôn. Anh nhớ tôi mong ấy khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết này. Ok chưa? Ok rồi. Đóng lắp nhá. Được. Rồi. Đóng lắp dàn tem anh em lên đường. Okay, anh em bắt tay phát. Rồi, cảm ơn anh em. Làm nước em. Hỏng làm sao được? Anh em về nhá, bắt tay thụ phát. Vâng, em có gì nào em ra. Rồi ok, cảm ơn anh em nhá. Về nhá. Con nhiêu điểm? Anh về chưa? Cái gì? Con 515. 515 á? Sau khi gửi ảnh cho. Sau gửi ảnh nhắn tin Zalo cho nhá. 515 cặp phủ to đẹp như chưa sử dụng luôn. Về nhá. Ok.